Anh Tuấn ơi. Nữa. Tiếp tục. Thôi. Anh Tuấn à, em đang cúi đầu chờ anh à, quờ anh chẳng lòng tha thứ cho em. Mời em đây. Kể gây cho anh bao nhiêu mối nợ. Xin anh rộng lòng. Xin anh rộng lòng xóa nợ cho em. Không được đâu. Tuấn ơi, em biết em rất là em đâu? Biết anh đang mang nhiều nỗi khổ vì anh có một đứa em gái bên Việt Nam làm cho anh khổ nhiều đúng không anh? Đúng quý đúng quý quý điên á, chủ thân tự nhiên làm thì mất hứng là một năm.